ha. Rồi bây giờ mình không thương mình, rồi mình thương người ta được không? Nam Mô A Di Đà Phật, trước nhất mình thương mình trước đi. Nhưng mà thương mình, mình phải cứu lấy mình. Đó. Mà Ngài Thanh Sĩ có nói là phải sáng suốt tự mình cứu khổ. Đừng ngu mê tông tổ lây sầu. Mình tu mình đắc đạo màu, tất nhiên cha mẹ đồng chầu Như Lai. Trời một mặt sáng đầy thiên hạ, cầu một cây đưa cả muôn người. Tu là việc lớn con ơi, cứu cha mẹ được, độ người cũng xong. Đó là tới phần này là mình phải thương mình trước nha, mình cứu lấy mình trước nha. Đó. Còn mà nếu mình không cứu lấy mình, mình để cho cái thân của mình đi vào cái chỗ dục lạc, ăn chơi, cờ bạc, vân vân, nó đủ hết, thì cái này là mình không có thương mình đâu. Các chị đại diện cho đạo tràng và kính đến quý vị đồng đạo hiện diện thân kính, thì hôm nay cũng nhân duyên lành mà tôi cũng được phép, ban tổ chức cho phép đến đây để tâm sự chuyện trò đôi nét về đạo đức, cũng như là để mình rủ nhau tiến bước trên cái tinh thần đạo đức. Chứ thật ra thì mình không phải là mình nói pháp, nghe quý vị, tôi cũng không có pháp nha. Mình chỉ là đem một cái sự tu học của mình rồi chia sẻ cùng với quý vị để chúng ta cùng tu cùng tiến. Mà vừa qua đó thì quý vị mà nghe tới cái tên đó là quý vị nghe thấy cái nó hơi thắc cười rồi ha. Trời ơi, ông này ông sĩ mà ông lên đây không biết ông có sĩ không biết nữa ha. Mà nếu ông có sĩ thì quý vị cứ quan hỷ cho nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì hôm nay là ngày định kỳ niệm Phật hàng tháng ở tại nơi đây, mà giáo lý Đức Thầy đó thì một giáo lý rất là cao siêu, rất là màu nhiệm, mà đối với tất cả hàng hữu học và hàng vô học, nếu đọc qua xem qua thì cũng phải thấy mình là một cái sức tầm rất nhỏ. Mà Đức Thầy có dạy là tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thẹn hay chăng. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, với tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đức Phật Ngài có từ bi hỷ xả, và Ngài có tứ vô lượng tâm, cho nên Ngài mới lâm phàm như Đức Thầy của chúng ta. Ngài dùng hết cả một cái tâm và sức của Ngài, trong khi Ngài hoằng dương chánh pháp, Ngài dùng những cái bút sấm để Ngài viết lại một cái quyển giáo lý. Mà trong quyển giáo lý đó đó, nếu ai mà đọc được thì Đức Thầy có nói là xem kệ này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuận. Nếu mà quý vị nào có đọc qua giáo lý của Đức Thầy thì từ một cái tâm phàm của chúng ta, từ một cái tâm xấu ác của chúng ta, nó sẽ chuyển đổi được, cảm hóa được. Tại vì giáo lý của Đức Thầy có đầy đủ một cái đức gọi là đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả, mà để cảm hóa được tất cả chúng ta nếu ai có học. Rồi chúng ta học theo giáo lý của Đức Thầy rồi, chúng ta sẽ làm theo. Đó là có nghĩa là tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo. Thì chúng ta muốn đắc đạo thì chúng ta phải làm theo mới đắc được cái đạo. Mà chúng ta làm theo giáo lý của Đức Thầy đó, rồi Đức Thầy dạy nhiều quá rồi mình làm hết không quý vị? Nam Mô A Di Đà Phật. Chắc là mình làm theo hết cái giáo lý của Đức Thầy ha, thì hình như nó hơi khó khó ha quý vị. Thôi giờ mình làm cũng vừa vừa thôi. Thì giáo lý của Đức Thầy đó, thì hôm nay đó tôi cũng được phép lên đây
để bàn qua giáo lý của Đức Thầy mình, cũng như mình nêu lên một câu hai câu trong giáo lý Đức Thầy, rồi bắt đầu mình sẽ bàn qua khế ý của mình, rồi để coi nó có phù hợp hay không ha, rồi mình cùng tu cùng tiến với nhau. Chứ thật ra thì tôi cũng không có tài giỏi gì trơn á, cũng như quý vị thôi à. Đó thì giáo lý của Đức Thầy thì trên 10 vạn lời, mà mình đem hai câu ra mình bàn. Nhưng mà hai câu này đó, mà nếu mình bàn đó, mình bàn xong rồi đó mà mình làm hai câu này đó, hình như là cũng hết cái đời mình cũng đủ rồi đó. Đó, nhưng mà bây giờ đó thì khi mà vô đầu cái cuốn giáo lý đó mà Đức Thầy viết đó, cái quyển thứ nhất đó, thì Đức Thầy viết là Hạ Nguyên nay đã hết đời ha. Thì cái thời Nguyên Hạ rồi, nó đâu có còn cái Hạ nào nữa đâu, nó hết rồi, nó không còn cái Hạ nào nữa hết á. À, cho nên cái thời kỳ này là Hạ Nguyên Hạ rồi, nó không có còn chỗ nào chứ, rồi bắt đầu mới chuyển lên cái là Thượng Nguyên Thánh Đức ha. Rồi đó, cũng trong cái quyển nhất này thì Đức Thầy mới viết hai câu: khổ lao đã đến như tên, gắng lo tu niệm tìm nền vinh hoa. Bây giờ mình bàn hai câu này đi ha. Khổ lao đã đến như tên bắn vậy đó. Ở đây thì mình nói về cái sự một chút thì quý vị cũng thấy, khi mà một cái mũi tên, mũi cung của những cái anh thợ săn ngày xưa đó, mà cầm ở trên tay đó bắn ra nó bay một cái là rất là nhanh. Đó. Nhưng mà cái khổ lao của ngày nay đó, nó đến cũng giống như là một cái mũi tên bắn vậy đó. Giống như vậy đó, chứ không phải vậy nha, nó có thể là nó nhanh hơn nữa đó. Rồi bây giờ đó, khổ lao đó là tại sao mà mình sống ở đây mà mình gọi là khổ lao. Bây giờ mình bàn qua cái chỗ khổ lao đi ha. Thì có chỗ Đức Thầy nói đó: ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Mà cái chỗ ta bà đó là cái chỗ đó đó, hai cái chữ đó Tàu nó dịch gọi là kham nhẫn. Kham nhẫn có nghĩa là đến đây là mình phải kham nhẫn, phải chịu trong một cái sự khổ lao này. Mà cái khổ này đó, ở đây đó, khi mà mình thân cái chỗ khổ này đó, có ai mà mình có bị khổ không quý vị? Hình như không có ai mà được sung sướng chân ha. Coi như đó, cái thân này đó mà linh hồn chưa được hoàn toàn tròn đạo hạnh mà đắc quả vị, nên phải đầu thai trở lại làm con người thế gian đó. Mà khi nhập vào thai trong bụng người đàn bà đó, phải chịu sự tối tăm tồi túng, chịu sự bao bọc gàng gịch của người đàn bà. Thì ở đây đó, khi mà mình nói qua cấp bậc này đó, là mình lên đây đâu phải là mình lên đây để mình nhận cái sự sung sướng đâu, mà mình thọ một cái án. Mà một cái án này đó, hầu như mình không có hồi tưởng lại được, chứ mình hồi tưởng lại thấy cái kinh khiếp liền. Đó, một cái mức án mà khi mình đến đây đó là phải chịu, trước khi có mặt đây là phải chịu sống trong cái mật thất tâm tối 280 ngày. Quý vị thấy đâu phải là tầm thường đâu. Không thấy trời trăng bao bọc, phải chịu trong cái mật thất đó đó 280 ngày. Đó, rồi khi mới lọt ra lòng mẹ thì bắt đầu mới là sống khóc bằng cái cảnh khổ đau. Mà trong khi đó đó, rồi mình được sanh ra khỏi lòng mẹ rồi đó, rồi tưởng đâu lớn là sanh thanh bay trang nhã, nhưng mà kể ra thì cũng quá tệ thôi. Nào là cửu khiếu tanh hôi trong thân rịnh chảy không thôi chút nào, ngoài da thẳng thì bọc bao coi được, bên trong thì chắc được dãy đầy ha. Thì cái thân của mình nghĩ coi nó khổ làm sao đâu á. À, rồi bắt đầu đó, mà cái khổ này đó là mọi người đều phải chung chịu như nhau trong một cái khổ sanh. Rồi bắt đầu tới già, hồi nãy tôi thấy có ông chú, ông đi đến đây đó, mà đi rồi có người dĩnh, rồi tay cầm gậy. Chàng ơi, trong qua mình nhìn thấy nó khổ có gì, rồi đổi lại mình, rồi coi mình khổ làm sao. Nhưng mà cái khổ này đó,
nó đến như tên không quý vị. Nhưng mà ở đây đó, khi mà nói đến cái khổ mà khổ đà đi đến như tên đó, bây giờ mà quý vị nhìn lại cái xóm riêng của mình ha, rồi coi coi nạn tai mà chết chóc xảy ra, chúng sanh hoảng hốt trong nhà nghiệp mê. Khi mà ở cái xóm mình đó, trong quanh mình nhìn nó có người ta chết, chết kêu bằng là không có chối được, đã đi ngủ cũng chết, tắm cũng chết, tắm chết trong nhà tắm, ngủ chết trên võng, nằm chết, đủ cách chết. Nhiều khi rồi đương ăn ngồi trong bữa cũng chết luôn, ăn nửa chừng rồi mửa lại đau xét ra thân tệ, làm sao lấy gì bảo đảm cho nhau điều này. Thậm chí đến ông thầy bác sĩ mà tới số rồi bất trị cũng chết luôn ha. Ở đây là mình nói cái khổ này là cái khổ của cái thường. Rồi một cái khổ đó của cái cuộc đời mà biến thiên biến địa đó, cái khổ này nó mới giữ ngàn quý vị đó. Mà cái khổ biến thiên đó, bây giờ đó mình hỏi lại, cũng như Đức Thầy nói là khắp thế giới của nhà tan nát cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Cái khổ này mới giữ nghe, cái khổ này nó đến nó mới ghê đó. Nhưng mà quý vị đó chắc cũng nghe thường, anh em cũng bàn qua cái phần này rồi, nhưng mà mỗi người nó có mỗi một cái ý bàn, nó không có giống với nhau. Bây giờ đó, thí dụ những cái vị mà nói sao mấy ông bàn mà sao tôi nghe mà hình như là chưa tới, tôi không có thấy gì đâu, mà sao mấy ông bàn hoài. Nam Mô Di Đà Phật, bàn mà mai cái nó chưa tới mình, chứ nếu nó tới mình chắc không có đứng đây bàn đâu, phải không quý vị? Nếu nó tới rồi làm sao đứng đây bàn. Nó thí dụ như nó sống thần ở Nepal đó, mà bây giờ nếu mà sống thần ở Gạch Giá này, cái thần ngồi còn đâu đứng đây bàn. Nam Mô Di Đà Phật cũng gần biển thôi mà. Đó, ở đây mình nói là cũng may là cái chỗ nó chưa đến. Nhưng mà nó có đến không quý vị? Xin thưa Đức Thầy, nói hình như là trưa nay chưa có lời nào mà chặt hết á, không có lời nào sai hết trơn á. Nhưng mà sở dĩ chưa tới là tại vì nửa sau tới việc biết đời, bây giờ chưa thấy, nó thời không tin ha. Cho nên hôm nay đó, quý vị ở đây đó cũng như tôi đó, phải đặt hết đức tin vào giáo lý Đức Thầy. Đức Thầy nói một điều gì sẽ có cái điều đó. Nhưng mà chúng ta đó, sở dĩ mà chúng ta không đủ đức tin, cho nên chúng ta đó mới nói một câu là thầy nói thiên cơ chứ chưa có đâu. Nam Mô Di Đà Phật. Khi mà mình nói đến đây đó thì mình mới nhắc lại những cái thời gian đã trôi qua và những cái thời gian nó sẽ đến đây. Rồi mình xét nha, cái đến là mình xét ngay cho tôi không có xét. Nhưng mà cái qua thì để mình nhắc lại, để tiêu biểu cho cái sự xét của mình. Cũng như Đức Thầy nói, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nam bang cảnh khổ cũng kề bên tai. Rồi bây giờ con mắt nào mình nhìn ngoại quốc đây? Đức Thầy nói cái khoảng năm 439 mà tới năm 47 nằm trong cái khoảng đó đó. Mà trong cái khoảng đó như mấy chú lớn tuổi nè, chú hồi đó cái lúc mà khoảng trước năm 75 đó, trở về trước có chỗ nào mắt thấy ngoại quốc không chú? Không có phải không chú? Như vậy là bây giờ con mắt mình ở đâu thấy ngoại quốc chú? Nó thấy ngoại quốc nó khoảng chừng bao lâu? Nó khoảng chừng 5-7 năm nay là cái màn hình 4G, phải không quý vị? Nếu đồng ý cho chàng pháo tay thì con mắt mình thấy được tới ngoại quốc là nó có 4G, cái mạng 4G gần đây thôi, tôi không biết là nó ra là khoảng bao lâu thôi. Đó, thì con mắt mình nha, nhìn thấy tới ngoại quốc, mà thấy ngoại quốc thật sự hả quý vị? Chứ cái này không phải mình không có nói ngoa nha. Nhưng mà thầy nói rõ ràng, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nam bang cảnh khổ cũng kề bên tai nha. Rồi bắt đầu mình mới nhắc lại cái dĩ giảng. Mình nhìn ở ngoài thế giới, cái nước ngoài đó, thế giới đã bị động đất. Mình đây có động đất không quý vị? Ở miền Trung động đất mấy lần? Nói năm nay thôi đó. Rồi đó, rồi mình nhìn ngược lại cái thời gian. Ở ngoài đó lục bão, nước ngoài đó, rồi mình đây có lục bão không quý vị? Nắng hạn mình đây có không? Mình nhìn rồi bắt đầu mình xét nha. Cái này tôi nói rồi quý vị cùng xét. Rồi chúng ta để làm gì? Chúng ta xét là lời Đức Thầy nói có. Đó,
Rồi đó, khi mà bây giờ đó, rồi nói ngược cái dòng thời gian lại đây, cách đây là năm 21 này thôi. Đó, năm 21 là Covid-19 đó. Mình lúc đó đó, anh em cũng vẫn bàn. Bàn với nhau đó, Covid nó ở ngoài Trung Quốc á. Rồi nó lan khắp thế giới chứ Việt Nam mình không có. Qua năm 20 Việt Nam mình cũng đâu có đâu. Đó, Việt Nam mình rất tự hào. Đó. Rồi đó, khi mà cái chỉ thị 16 đó giáng xuống đó, thì bắt đầu Việt Nam mình có không quý vị? Cũng có, qua năm 21 mình mới có. Khi mà cái chỉ thị 16 giáng xuống rồi đó, tất cả anh em trong hàng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đi gom góp những cái trái đồ gãy, đi hái những đồ gãy, hái đọt rau muống để cung cấp tất cả cho những cái nơi bị gào bị kẹt ăn. Quý vị thấy, nhưng mà có anh em nào bị nhiễm đâu. Cấp đó anh em cũng là tự hào. Đã tự hào là các nước nhiễm hết, mà có cái nước tương nó không có nhiễm. Ha, cấp đó mấy anh ăn tương đâu có nhiễm. Nhưng qua cái chỉ thị 16 rồi, là có một cái câu chuyện mà tôi nói quý vị nghe cũng hơi kỳ cờ, hơi vui vui. Qua cái chỉ thị 16 rồi đó, là cái đoàn cứu trợ ở tại Lai Dung đó, 40-50 người. Khi cái chỉ thị 16 xả xuống rồi là quay trở lại test là 40-50 người đã bị dính chưa. Rồi lúc này sao? Nước tương nhiễm luôn. Thì ở đây đó, khi mà mình nói đến cái khoảng này đó, là lời Đức Thầy nói không sai. Ha. Rồi bây giờ còn những cái điều gì nữa không? Đó, bây giờ mình nhìn ngoại quốc tiếp tục. Khắp thế giới binh lương cụ túc quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau. Thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Lúc này nè Đức Thầy mới rơi nước mắt. Rồi bây giờ mình biết như vậy rồi đó, thì bây giờ trở lại gắng tu đi. Đó, khổ lao đà đến như tên, nó đến như tên bắn luôn. Đừng có thấy vậy mà thờ ơ, chuyển lai trong một khắc giờ là xong, không có lâu đâu. Ở đây đó, mình xin phép mình bàn về thời sự khoa học một chút nha. Vào cái thời kỳ phong thần ngày xưa đó, đánh giặc dùng phép, rồi dùng gươm, dùng nỏ, dùng binh, dùng kiếm để đánh giết với nhau. Trong cái thời kỳ đó là thời kỳ phong thần. Rồi quý vị bây giờ đó, quý vị có cái mạng 3G, 4G rồi đó. Quý vị bấm lên rồi quý vị gõ, quý vị coi, nó đâu có xài ba cái loại đó đâu. Nó xài nguyên tử hạt nhân không. Đã xưa đánh giặc dùng gươm với nỏ, nay chiến tranh dùng súng với bơm. Một lần giết được muôn người, dữ dằn hơn cấp ngàn lần hơn xưa. Quý vị nghĩ đi, cái thời buổi như này này đó, nếu mà mình nói thời buổi này mà chiến tranh đó, mà nó giận lên rồi đó, nó không nhịn được đó, nó chỉ cần nó ngồi nó nhấn nút một cái thôi, rồi bom nguyên tử đó, nó bay cái hàng loạt đó, rồi cấp đó, rồi mình coi cái quả địa cầu này nó ra làm sao. Mình có chịu nổi với cái sự chiến tranh khoa học không quý vị? Hình như là tôi thấy mình không có chịu nổi đâu. Đó, rồi Đức Thầy có nói sao? Đến chừng đó bốn bề sóng dậy, dòm lừng trời lửa cháy liên miên, tiêu điều sản vật điền viên, thần thông biến hóa với miền Trung ương. Lúc này bắt đầu thần Đức Phật mới xuống, mới dùng thần thông để cứu độ tất cả cái người tu của chúng ta. À, thì bây giờ đó, hồi nãy giờ đó thì mình chỉ có bàn chút chút vậy thôi, chứ tôi cũng không có, mình nói nhiều quá thì để dành cho anh em khác. Rồi bây giờ đó, khổ lao đà đến như tên, nếu mà nó đến đó, bây giờ đến còn hơn tên bắn nữa. Tên bắn chỉ đây qua bên sông nó hết rồi, còn bây giờ là bom nguyên tử nó nhấn một cái đó, nó bay khắp cả năm châu bốn biển này. Chứ quý vị đừng nói là như vậy mà nó không có. Có không? Nếu mà nó chế ra đó mà nó không sử dụng đó, vậy thì nó không có chế làm chi. Nhưng mà khi mà nó sử dụng đó,
rồi mình có đủ đức để sống trong cái thời kỳ đó hay không mới là vấn đề ha. Nhưng mà ở đây đó, mình nói đây là nói qua giáo lý Đức Thầy, cho tôi không biết nha. Đó, giáo lý Đức Thầy nó mắt nhìn, mình cứ nhìn đi, nhìn cho kỹ đi, rồi coi hồi đó tới giờ, rồi mình xét lại coi cái gì thầy nói có, cái gì thầy nói không có. Rồi bây giờ hãy gắng lo tu niệm, tìm nền vinh hoa. Thì bây giờ đó, bàn về cái chỗ tu niệm ha. Chứ hồi nãy giờ mình chỉ là nói để cho quý vị thấy rõ là giáo lý Đức Thầy nói, những cái gì Đức Thầy nói không bao giờ sai. Rồi bây giờ tu niệm tìm nền vinh hoa. Bây giờ Đức Thầy dạy chúng ta, mà trong phần Đức Thầy dạy chúng ta đó, nó gồm có ha. Phần thứ nhất là tu cầu ha. Phần tu cầu là đây là phần thứ nhất. Phần thứ nhì là tu niệm. Phần thứ ba là tu tịnh. Bây giờ chúng ta bàn về các phần tu. Trong hai thời cầu cúng Đức Thầy dạy chúng ta đó, theo tôi nghĩ đó là nó sẽ nuôi cái tinh thần của mình, cũng như cái thân này ăn hai bữa cơm để nuôi cái thân. Hai thời cầu cúng để nuôi cái tinh thần của mình. Là sự lễ bái không đủ cho ta là một tín đồ chân thành của đạo Phật được. Tại sao vậy? Không phải ta buộc các người lại thờ ta cho nhiều và ta sẽ đổ giúp các người, mà trái lại Ngài dạy rằng các người nên hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống, và tìm kiếm cái chân tánh của mình, thiệt hành theo giáo lý của Ngài thì Ngài sẽ hướng dẫn và ủng hộ vậy. Rồi bây giờ mình cúng lại như vậy đó, thì mình mới có nuôi dưỡng cái tinh thần thôi, chứ chưa có đắc đạo nghe quý vị. Đó, đó là mới có một phần là tu cầu thôi. Đó. Nhưng mà cái tu cầu này đó, mà nếu bữa nào mà mình nói tôi đi 8 cái đám mần tầng, 10 cái đám mần tầng, mà về bỏ cái thời cúng đó ha, là ổn lắm. 8 cái đám mần tầng không bằng một thời công phu của mình. Tại vì 8 cái đám mần tầng đó mình cầu có được có 8 người hả. Còn mà cái thời công phu của mình đó đền đáp cả tứ đại trọng ân. Đó, cầu cho thế giới bình an, cầu cho cha mẹ, cầu cho cửu quyền thất tổ, sao cuối cùng cầu cho mình là đệ tử tiêu tai tịnh sự. Cái bản thân mình mới được yên. Tịnh sự là có nghĩa là được yên lành. Đó, rồi mới có được cái trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Thì ở trong một cái bài cầu này đó có được một cái công năng nó như vậy đó. Nhưng mà ở đây mình mới nói qua cái phần cầu. Rồi bây giờ cái phần tu niệm, gắng lo tu niệm. Bây giờ cái phần niệm là cái phần gì? Xin thưa, cái phần niệm đó là cái phần nhớ tưởng, chứ nó không có gì. Nhưng mà mình đó không tu đó, mình có bị niệm không quý vị? Có không? Chú, hồi mình không tu mình có bị niệm không? Nam mô Di Đà Phật. Có. Vì cái trong tâm của chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt về việc thế trần, làm cho cõi lòng không an lạc được. Bởi vì cái niệm này là gọi là niệm chúng sanh chứ không phải là tu niệm nha. Đó. Thì nếu mà hôm nay đó thì như vậy, thì Đức Thầy có nói hôm nay vậy thì cửa trường sanh bất diệt, các trò đã gặp nẻo nương đèn trí huệ, ly sức phàm trần. Đó là mình sẽ rời khỏi cái cảnh phàm trần này. Thì mình muốn rời khỏi cái cảnh phàm trần này thì mình phải làm sao mới rời được khỏi cái cảnh hồng trần này, mới rời khỏi được cái cảnh đau khổ này ha. Mà ông Thanh Sĩ có nói là trần gian suốt kiếp khổ đau, đâu còn thiếu sót, phải đào tạo thêm. Thí dụ như bây giờ nè, mình đưa ra cái ví dụ này nha, rồi mình thấy coi nó có hợp không. Thí dụ như bây giờ như mấy chú mấy anh nè,
lớn tuổi nè. Thì cái lớn tuổi á, tu á là hợp à. Hợp rồi đó, mấy cô cũng vậy nữa, lớn tuổi tu là hợp rồi đó. Nhưng mà tu á thì lo tu đi, còn công danh sự nghiệp gì nữa đâu mà cứ lo đi đâu, cái lo con tôi ở nhà, cháu nội tôi ở nhà, không biết có ai giữ không. Mà lo như vậy nó có được cái gì không quý vị? Không được gì trơn á, cái đó chỉ vu vơ thôi. Đó, cho nên khi mà mình nói một cách khác hơn, khi mình đi làm đạo, không mang cái gì ở nhà theo hết. Đây là chúng ta mới có bước được một bước trên cái đường hành đạo thôi. Mà không mang theo là sao, mà mang theo là sao? Nếu mà nói mà cho nó rõ đi, nhiều khi mình nói vậy nó hơi ấp mở quá. Có nghĩa là chúng ta đi làm đạo, thí dụ quý vị bữa nay lại đây niệm Phật nghe đạo, mà mang cả cái công việc nhà lại đây nè, ngồi hồi cho nhớ. Trời ơi, đi nãy mà quên cái gì đó, lấy cái gì vô, quên làm cái gì đó, dần dần nó có nhiều việc lắm. Như vậy mà mình nhớ như vậy đó, cũng gọi là cái vọng niệm. Niệm mà vọng niệm. Rồi hôm nay đó, khi chúng ta muốn trở về cái chánh niệm đó, thì chúng ta niệm gì? Phải tưởng nhớ những gì đáng nhớ. Đức Thầy dạy, trên cùng dưới dù thầy hay tớ, giữ một đường chung chánh mới mộc. Thì bây giờ cái gì đáng nhớ? Mình người tu thì phải nhớ niệm Phật. Đó. Rồi cái niệm Phật này đó, có được cái công năng như thế nào mà sao Đức Thầy lại là dạy mình niệm Phật? Bây giờ đó, mình xin bàn qua cái chỗ công năng niệm Phật sẽ cứu vớt được chúng ta như thế nào. Thì bây giờ quý vị nghe giáo lý của Đức Thầy, xưa nay sáu chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi, chì tâm thì quá ít ôi. Bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Gạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Nhưng mà quý vị mình nói một câu nữa nha, Đức Thầy viết biểu gạch tim đem để nó vào, quý vị có gạch tim mình đem để nó vô không quý vị? Mà gạch sao quý vị? Gạch tim mà lấy dao mà gạch nó đâu có để vô được đâu. Gạch chưa được thì đi mất tiêu rồi. Thì Đức Thầy đó dạy cho mình phải gán niệm. Mà trong các phần luận đó, ban đầu đó lúc chúng ta khi niệm Phật đó, đâu có niệm được nhiều đâu, lúc niệm lúc quên, không có ai mà niệm được đến cái chỗ mà thần chân hết đó. Nhưng mà chúng ta đó, Ngài Thanh Sĩ có nói đó, ban sơ khó tịnh được lòng, nhưng đừng thấu chí, cuối cùng sẽ nên. Đó, chúng ta nên là nên ở cái chỗ phần sau. Đó, cho nên khi mà mình gắng cố gắng. Rồi Ngài Thánh Sĩ cũng có dạy một đoạn như thế này. Ngài nói nuôi trong lòng một chữ bền, điều chi cũng có thể làm nên như thường. Việc gì nếu nửa đường lại bỏ, mặc dù là việc nhỏ nó cũng hư. Tu hành cũng giống thế ư, không đi đến chốn thì người ra ma, bảo đảm luôn. Đó, thì ở đây đó mà mình cũng bây giờ cái chỗ này mình bàn qua chút này nữa đi. Mình đừng nghĩ rằng mình ăn tương, mình cúng lại là được, chưa được. Tại vì sao? Ăn tương cúng lại niệm Phật, đây là mới có đi học thôi, chưa có thi. Chừng nào thi đó, tới chừng đó đó ông Phật ông cấp cái bằng, rồi con sẽ đạt. Là cái ngày thi đó là ngày nào? Cho đến khi nhất tâm bất loạn, niệm cho đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt, thì lòng ham muốn đâu còn nảy sanh ra được. Thì đến khi nào chúng ta sẽ mãn kiếp hồng trần, sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Thì cái pháp môn niệm Phật đó, đối với quý vị đó, ai cũng hành được hết á. Nhưng ở đây đó, mình có mở được cái tâm thức của mình hay không mới là cái vấn đề đó nữa.
Chứ niệm Phật á thì ai cũng niệm, nhất tâm không sao xuyến ít người, tâm như trong trống giữa trời. Phật thì một niệm còn mười niệm ma. Các việc xấu nhớ ra trước nhất, cái tay chân buồn bực mỏi mê, rồi ma buồn ngủ chạy về, Phật quên niệm đến khối mê phủ vào. Không cần hỏi, ông nào cũng biết. Niệm thế bao giờ Phật chứng cho? Khác nào nồi gạo mới do bắt lên nhắc xuống bao giờ chín cơm? Bắt lên rồi nhắc xuống, bắt lên nhắc xuống hoài, không biết chừng nào chín cơm được cái nồi cơm để mà ăn. Thì hôm nay đó, thì một sớm dục sớm hôm niệm Phật là để cho chấm dứt niệm tà. Đó là mình niệm Phật là để mình chấm dứt cái niệm tà. Rồi bây giờ mình chia sẻ qua cái phần này một chút nữa. Khi chúng ta niệm Phật mà những cái giọng đó nó nhảy lên, rồi chúng ta sẽ làm gì để trừ đi cái giọng niệm đó? Cái này đó mình thì mình chia sẻ nha, nhưng mà cái thấy của quý vị nó còn có thể cao thâm hơn tôi rất nhiều. Đó, cái thấy này là quý vị có thể mình tìm cái sự cao thâm trong đạo đức rất nhiều, thâm hơn tôi nhiều. Khi chúng ta ngồi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà chúng ta nhớ đi bắn cá, nhớ cái đập, nhớ ống bọng, nhớ miếng ruộng, có cái này là cái sự nhớ của mình, nó mình không thể làm chủ được nó. Nhưng mà anh nào đó có ngồi niệm Phật mới thấy được. Đó, nhưng mà mình nên nhớ đừng nói một câu đó là nói thầy ơi tôi niệm Phật chứ tôi đi làm, tôi đi làm tôi niệm Phật, tôi khỏi cần ngồi. Nam Mô Di Đà Phật không cần ngồi, làm niệm Phật theo cái kiểu không cần ngồi không à, chứ không thấy được cái lòng mình nó đã nó động. Đó, tại vì sao? Mình đã cái thân này nó động rồi mà mình không ngồi lại, mình đâu có thấy được cái tâm mình nó động. Ngồi lại mới thấy được cái tâm mình nó động. Rồi khi mà mình niệm Phật đó, cái tâm nó động đó, có mọi cái biện pháp để chúng ta trừ đi cái động ha. Mà mình trừ cái động đó làm sao? Tôi thì nó có nhiều cách. Trong khi mình niệm Phật nó vọng lên quá đó mà nó làm mất đi cái niệm Phật của mình đó, cấp này không niệm Phật mà không niệm chúng sanh luôn, cắt ngang. Cái này là do cái bàn của tôi nha, chứ tôi không nói là cái chỗ là cái, như quý vị còn thấy cái chỗ cao thâm hơn nữa. Cắt ngang cái niệm Phật, cắt cái niệm chúng sanh luôn, thì bắt đầu khi mà mình cắt vừa qua rồi đó là cái niệm Phật mình nó vọng trở lại, khởi niệm Phật trở lại liền, thì chúng ta bắt đầu tiếp tục niệm Phật. Niệm mà nếu mà nó vọng cái chỗ khác nữa thì mình cắt nữa. Chừng nào mà mình làm không được, bắt đầu mình sang qua chỗ niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức, Nhất Thập Nhất Vạn, Cửu Thiên Ngũ Bá, Đồng Danh Đồng Hiệu, Đại Từ Đại Bi, Phổ Độ Chúng Sanh, A Di Đà Phật. Thì khi mình lấy cái niệm mà cái động này để mình trừ cái động của chúng sanh, cái động chánh để trừ cái động tà thôi chứ nó không có gì, thì tất nhiên mình sẽ làm lâu ngày như vậy đó, thì tất nhiên nó sẽ bớt dần 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 xuống. Đó. Còn cái phương pháp niệm Phật là để trừ cái vọng niệm của chúng sanh, vì trong tâm của chúng sanh niệm niệm mê làm chẳng dứt. Đó, hồi nãy có nói rồi về việc thế trần đó. Thì hôm nay hễ thành tâm niệm một niệm Phật thì lìa được một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật là lìa tất cả niệm chúng sanh. Đó. Thì hôm nay chúng ta niệm Phật, mà nhưng khi niệm Phật đó, ở đây chắc quý vị cũng niệm Phật rồi, cũng có làm hết rồi, nhưng mà ở chỗ thành tựu đó thì còn phải chờ đến cái giờ thi nữa mới thành tựu nha quý vị. Rồi bây giờ tiếp tục Đức Thầy có dạy chúng ta niệm Phật là phải nên nhớ bốn đại đức của Đức Phật thì sự niệm Phật mới có hiệu quả. Hay hoặc giả là ta cũng nên bố thí, trì giới, nhẫn nhục để độ tham sân si. Thì ở đây đó, các cái giới mà Thầy đã dạy chúng ta đó, thì bây giờ đó mình phải nên nghĩ mình sẽ làm được, dù cho một cái người dở cỡ nào cũng được. Nhưng mà cái phương pháp niệm Phật này đó, mình nói một cách đó, cái pháp này là một cái pháp tối thượng nhất thừa.
Đó, cái pháp này coi như là không có cái pháp nào qua được cái pháp niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, mà gán trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Thì ở đây đó, khi mà mình nói về cái pháp môn niệm Phật đó, thì ở đây đó là cái phương pháp để đưa tất cả chúng ta hành theo, làm theo, về nơi cõi Tây Phương Cực Lạc. Mà cái giáo pháp niệm Phật này đó cũng như là một cái chiếc xe để đưa tất cả hành khách về cõi Tây Phương Cực Lạc được hết. Còn ở chỗ chúng ta đó, khi mà chúng ta muốn tu để vượt trên một cái cảnh khổ mà chúng ta sống hiện nay, mà Đức Thầy dạy là gắng lo tu niệm tìm nền vinh hoa đó, thì bây giờ tôi đưa ra một cái phần tu nữa. Đó, phần này hồi nãy giờ là mình nói tu niệm. Rồi bây giờ chúng ta đưa qua cái chỗ tu tịnh ha. Thì bây giờ đó cũng như quý chú, quý cô, quý anh, quý chị, bây giờ chúng ta muốn làm Phật thì chúng ta phải chớ nên đeo lòng phàm ha. Muốn thành Phật thì mình không có đeo cái lòng phàm chi. Mà cái lòng phàm, cái lòng nào phàm mà cái lòng nào là lòng Phật? Ông Thanh Sĩ ông có nói một câu như thế này: lo cho đại chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm nhân. Chỉ vậy thôi à. Đó, rồi bây giờ để mình hỏi trở lại, mình bình trở lại. Như vậy cái thân này mình không lo riêng mình, rồi mình lo cho ai ha? Rồi bây giờ mình không thương mình, rồi mình thương người ta được không? Nam Mô Di Đà Phật, trước nhất mình thương mình trước đi. Nhưng mà thương mình, mình phải cứu lấy mình. Đó, mà Ngài Thánh Sĩ có nói là phải sáng suốt tự mình cứu khổ, đừng ngu mê tông tổ lấy sầu. Mình tu mình đắc đạo màu, tất nhiên cha mẹ đồng chầu Như Lai. Trời một mặt sáng đầy thiên hạ, cầu một cây đưa cả muôn người. Tu là việc lớn con ơi, cứu cha mẹ được, độ người cũng xong. Đó là tới phần này là mình phải thương mình trước nha, mình cứu lấy mình trước nha. Đó, còn mà nếu mình không cứu lấy mình, mình để cho cái thân của mình đi vào cái chỗ dục lạc, ăn chơi, cờ bạc, vân vân, nó đủ hết, thì cái này là mình không có thương mình đâu. Thấy vậy đó chứ không phải thương mình đâu. Kêu ngồi niệm Phật có 30 phút, ngồi gục lên gục xuống, ngồi đánh cờ tướng, ngồi đánh bài, sáng đánh tới chiều, khỏi ăn cơm luôn mà ngồi được. Vậy đó mà thương mình thương gì? Đó, thì bây giờ mình đây là mình nói sơ sơ vậy thôi, nói quá người ta ghét mình thôi, không nói nữa. Chấm chấm để đó đi. Rồi bây giờ mình phân qua cái chỗ này một chút nữa, rồi hết giờ. Bây giờ quý vị chia ra làm hai phần. Hai phần là như thế này. Bây giờ mình muốn tu giải thoát. Con người của mình nó có 12 giờ để làm. 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều là 12 giờ trong một ngày để cho chúng ta làm ăn. Thì bây giờ mình chia ra rồi để coi của mình có thể được hay không. Bây giờ mình ban đầu mình dành 4 giờ cho tu hành, 4 giờ nghỉ ngơi, đọc kinh, đọc giảng, còn 4 giờ mình làm ăn trong 4 giờ đó. Quý vị tự chia, tự mình phân nghe, chứ tôi không có ái ngang. Tùy theo việc mình sắp xếp, thì tôi chắc chắn quý vị này sẽ được tiến triển trên đường đạo hạnh rất mau, bảo đảm luôn. Đó, thì coi như là 12 tiếng thì mình 4 tiếng là công phu nè, niệm Phật nè ha, rồi 4 tiếng còn lại là đọc kinh nè, đọc giảng nè, còn 4 tiếng còn lại mình làm để nuôi thân này. Thì ở đây đó, khi mà mình làm đủ như vậy đó, mình phân như vậy đó, chắc chắn
một người này sẽ tiến trên đường hành đạo, tiến trên đường đạo hạnh chắc chắn sẽ đắc đạo. Nhưng chúng ta mới đó không có làm được như vậy, một ngày hai thời mà cúng lại sẹt lơ mà nói chuyện thiên cơ quyền bí nữa, chứ có đầu tới cúng lại, có đầu tới dành tới 4 tiếng 8 tiếng. Nhưng mà ở đây đó, khi mà mình kết thúc lại thì giáo lý của Đức Thầy có đủ công năng để đưa tất cả nhân sanh nào học đọc và làm theo, chắc chắn người này sẽ được Thầy sẽ cứu độ hết. Vì đây là một cái phương thuốc mà Đức Thầy đưa cho chúng ta trị cái bệnh mê của chúng ta đó. Mà Đức Thầy có nói là chúng sanh mê nên đem pháp thiết, chúng ta tu chừng nào đắc đạo không còn dùng pháp nữa là giải thoát rồi, pháp bất khả dùng. Đó là cái chỗ là không còn dùng pháp. Thì hôm nay cũng như đến đây để gặp gỡ quý vị, trao đổi đôi nét về đạo đức, rồi chúng ta sẽ cùng tu, cùng tiến, rồi ngày sau chúng ta sẽ trở về để hưởng cái sự là thái bình đó. Mà khổ lao đã đến như tên, hãy lo tu niệm tìm nền vinh hoa, thì sau này chúng ta sẽ trở về với cái hội long hoa của Đức Thầy, sau này về nơi cõi Tây Phương an dưỡng, học đạo hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Rồi khi chúng ta mà tu đó về đó đó, thì ông ba ông có nói một câu như thế này nha. Ông nói đó, đèn dầu sáng mấy nó cũng đèn, mà trăng dẫu có hèn hèn cũng gọi là trăng ha. Cái đó là ông ba ông nói nha. Thì mình gắng mình tu đi, mình tu là mình ảnh trăng đó, dẫu cho nó có tối tối nó cũng được là trăng. Còn mà không tu đó ha, sáng gì đâu sáng nó cũng là đèn, nó không là trăng được. Đó, cho nên mình nói vậy thôi. Rồi thôi bây giờ hết lời, là hết giờ. Thì Phật pháp thì vô biên, thì giờ thì có hạn. Thì gặp mặt quý vị hôm nay chia sẻ qua đôi nét về sự tu học của đời mình. Lời sau cùng thì cũng kính chúc quý vị được thân khỏe tâm an, trí huệ mở mang và tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công đắc đạo. Nam mô A Di Đà.